Ngày 16 tháng 11, Công an quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trương Toàn Quốc 1999, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, vì hành vi trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, Công an cũng truy xét lai lịch con người yêu của Quốc về việc ăn chặn tiền trộm cắp. Trước đó, chiều 13 tháng 11, Trương Toàn Quốc đến chợ Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để trộm cắp. Tại đây, Quốc lén vào quầy tạp hóa của bà Nguyễn Thị Luân 1970 để trộm một túi xách, hai xấp tiền 500.000 đồng cùng một ví nhỏ. Sau khi hoàn thành phi vụ, Quốc đưa toàn bộ số tiền trên cho người yêu tên L, chưa rõ lai lịch, để vào nhà vệ sinh kiểm đếm. Lúc sau, L quay ra và cho biết Quốc trộm được 26 triệu đồng. L giữ 20 triệu đồng, đưa Quốc 6 triệu đồng để mua điện thoại và đãi bạn ăn nhậu. Quốc trộm được khoảng 40 triệu và 300 đô la Mỹ nhưng bị người yêu ăn chặn. Sáng 14 tháng 11, lực lượng bảo vệ chợ và công an qua trích xuất camera đã tóm gọn Quốc. Phải đến lúc này, Quốc mới biết mình ăn trộm được đến 40 triệu đồng và khoảng 300 đô la Mỹ trong ví nhỏ. Số tiền trên bị cô L ăn chặn mà Quốc không hề hay biết. Được biết, Quốc từng bị khởi tố ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về tội hủy hoại tài sản vào 3 năm trước nhưng vì dưới 18 tuổi nên được tại ngoại. Tuy nhiên, Quốc không chấp hành mà trốn khỏi nơi cư trú, dạt về thành phố Đà Nẵng sinh sống. Để trốn lệnh truy nã, Quốc xin theo các chủ tàu tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Bình, sống đời ngư dân lênh đênh trên biển. Thời gian qua vì biển động nên Quốc thất nghiệp, sinh ra trộm cắp.